hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ Gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, mãn kinh là một quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể và nó gây ra những hệ lụy vô cùng đối với sức khỏe, tuổi xuân và hạnh phúc của các chị em phụ nữ. Vậy làm sao để giúp cho các chị em phụ nữ có thể vượt qua được giai đoạn mãn kinh một cách nhẹ nhàng, thoải mái? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Hùng Vương. Chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương và xin chào quý khán giả truyền hình. Trước hết, kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chương trình ngày hôm nay nhé. Chị Phụng ơi! Chị trong đây nè. Chị Phụng ơi! Ủa trời ơi, chị ơi! Sao rồi chị? Ổn không? Ổn là ổn cái gì? Rồi, trời ơi, có chuyện gì khó khăn nói em nha. Khó khăn cái gì đâu? Thôi chị em không mà chị đừng có vậy nói em nghe đi chị. Mà nói cái gì? Đang thiếu nợ đúng không? Rồi bị xiết hết rồi đúng không chị? Trời ơi, nhà cửa gì chống quơ chống quắc vậy à? Trời ơi, ai đồn gì ác nghiệt vậy? Chị có thiếu nợ gì của ai đâu. Nguyên một xóm ai cũng biết chị đang thiếu nợ, bị xiết nợ tùm lum tùm la rồi kìa. Ngộ ghê, nguyên một xóm biết mà mình chị không biết á. Trời ơi, chị có bị nợ nần gì đâu. Nếu như mà chị không thiếu nợ sao mà em rủ chị đâu, chị cũng không đi vậy. Rủ chị đi đi spa, đi du lịch, rồi hả đi mua sắm rồi chị không bao giờ chị đi. Nếu mà không thiếu nợ bắt chị không đi. Trang ơi là Trang, chị không đi là chị có lý do riêng. Gì vậy, đi đâu vậy? Ủa chân cẳng bị gì vậy? Ủa dạ. Ủa sao vậy, sao vậy? Đau, nhức xương khớp. Sau mấy tháng nay thì tự nhiên bị nè. Bởi vậy đâu có dám đi đâu đâu. Mỗi lần đau là ngâm chân vô nước nóng nè, rồi bỏ miếng muối hộn vô cho nó đỡ gì đó. Ủa là tóm lại là chị không có thiếu nợ. Không có thiếu nợ. Mà chỉ là do bị xương khớp, nhức chân không dám đi thôi. Trời ơi, chị nói thiệt đi. Trời ơi, làm sớm là nhiều chuyện dễ sợ. Nói hả chị là bị xiếp hết trơn trời rồi. Tôi cũng thấy mấy người nhiều chuyện á. Chị bây giờ giống như cái giai đoạn mãn kinh á. Mất ngủ triền miên nè, giảm trí nhớ nữa chứ, tăng huyết áp nè, xương khớp là đau nhức nè, đó rồi cái sức khỏe gì không có đảm bảo, thằng tự rủ chị đâu có đi đâu đâu. Trời ơi, tôi khổ ghê á, mấy cái bà mà U50 giống như chị á, sớm mình ám vậy, mỗi lần mà em xề xuống em muốn nói chuyện là toàn là than ừ đang bệnh này, đang bệnh kia, rồi rủ đi đâu cũng thôi, đang bệnh này không đi được, y chang chị vậy. Chị nói em nghe, quy luật rồi em ơi. Mình lớn tuổi rồi, người nào không bệnh này cũng bệnh nọ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu yêu đời vẫn đẹp sao. Bà cũng gần 50 rồi bộ ít sao. Vậy mà lúc nào cũng phơi phơi à. Gì vậy? Gì vậy? Đó, chị La là vừa nhắc chị tức thì luôn. Trời ơi La, gặp nó là tươi tắn mà đó. Có bí quyết gì chỉ cho cô ấy. Biết sao em trẻ không? Em yêu đời, em vui không? Sao? Em cũng gần 50 rồi chứ bộ. Nếu mà có bí quyết, có cái cách gì làm ơn chỉ chị em phụ nữ chúng tôi mà cái tuổi mãn kinh á, làm sao mà tăng cường sức khỏe mà lúc nào tụi tôi cũng nhan sắc, nó vui vẻ, nó yêu đời đi. Bây giờ cười lên đi em chỉ cho. Ôi cười với tôi, cười lại. Cười này, cười. Đó, đó, cười gì đi ha. Nhưng mà em có chỉ để bác sĩ tư vấn cho, rồi hiểu ra vấn đề nghe không? Đó. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi trong giai đoạn mãn kinh thì gặp phải vấn đề đó là đau nhức xương khớp nè, rồi bốc hỏa, mệt mỏi, mất ngủ, cao huyết áp. Vậy bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về giai đoạn mãn kinh là gì ạ? Mãn kinh đó là tình trạng mà buồng trứng nó sẽ không tiết ra nội tiết tố, đặc biệt là cái loại estrogen và progesterone. Đây là cái nội tiết mà giúp cho cơ thể của người phụ nữ có nhiều sức sống, có nhiều sức khỏe, sắc đẹp. Thì khi mà cái buồng trứng nó không còn hoạt động nữa thì là coi như nội tiết này coi như là giảm đi và mất hẳn. Do đó cái việc mà hỗ trợ cho cái canxi nó hấp thu vô cái hệ xương nó giảm, và đồng thời cái sự phóng thích cái lượng canxi vào máu càng tăng lên, xương dễ bị sốt, dễ bị gãy, dễ bị cái tình trạng mà mệt mỏi, đau nhức. Cái estrogen nó cũng giúp cho bảo vệ cái hệ tim mạch. Đối với cái mạch máu, mạch vành thì nó giúp cho cái mạch máu giãn, ổn định cái huyết áp, nó bớt cái tình trạng xơ vữa động mạch. Estrogen nó cũng giúp cho việc đào thải đi những cái chất mà không có lợi, ví dụ như là những cái loại cholesterol không có tốt cho mạch máu. Khi mà cái nồng độ nó giảm đi thì cái người phụ nữ dễ bị mắc phải những cái bệnh tim mạch. Còn đối với tình trạng mà giảm trí nhớ đi ở người phụ nữ thì estrogen nó giúp cho những cái vùng mà trí nhớ hoặc là những cái vùng mà ghi nhớ đó tốt hơn. Khi nồng độ giảm đi thì cái những cái vùng này nó cũng bị ảnh hưởng. Do đó người phụ nữ thì mau quên. Ở những người phụ nữ tiền mãn kinh, cái giấc ngủ nó không có được tròn giấc,
dễ thức giấc, do đó dẫn tới cái việc mà tinh thần nó không có được minh mẫn cũng như là dễ cáu gắt. Cái hệ da cũng như là vóc dáng cơ thể thì da sẽ dễ bị sạm hơn, đồi mồi nhiều hơn, tích tụ mỡ ở những cái vùng bắp tay hoặc là ở những cái vùng eo. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi cũng có một cái nhân vật khác tầm độ tuổi này nhưng lại rất là tươi vui, trẻ trung. Nguyên nhân do đâu lại có một cái sự khác biệt như vậy ạ? Đối với tình trạng mãn kinh là một quá trình lão hóa tự nhiên, thì tùy theo cơ địa của mỗi người, người ta có những cái đáp ứng đối với các triệu chứng. Có những phụ nữ thì người ta có những triệu chứng nhẹ thôi, có những người phải chịu đựng những cái triệu chứng một cách trầm trọng. Vậy thì bác sĩ có cách nào để cải thiện và giúp cho các chị em phụ nữ vượt qua được giai đoạn mãn kinh một cách nhẹ nhàng hơn và tránh bị những cái tác động, những ảnh hưởng đối với sức khỏe tuổi xuân và hạnh phúc của các chị em không ạ? Về dinh dưỡng, người phụ nữ trong cái giai đoạn này sử dụng những cái loại thực phẩm như là có nhiều vitamin, nhiều chất xơ, rồi uống nhiều nước trong ngày, tập luyện những bài tập phù hợp với cơ thể của mình. Cơ thể nên giữ cái trạng thái là thư giãn hoặc là mình sẽ ngủ đủ giấc. Việc bổ sung cái nội tiết tố cũng được đề cập tới. Thì hiện nay có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng loại estrogen mà được xem như là hormone thay thế. Thì đối với phương pháp này thì phải cần có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên sâu để có thể theo dõi và ngăn chặn cái những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. Còn đối với phương pháp 2 là mình có thể sử dụng estrogen thảo dược, thì đối với loại này thì cái việc sử dụng nó an toàn hơn, bởi vì là cấu trúc của cái estrogen thảo dược nó giống với lại cái estrogen nội sinh, tác dụng cũng là tương đương với lại cái estrogen nội sinh, và khi cái nồng độ nó nếu mà cao hơn thì có thể nó tự đào thải. Thường khuyên phụ nữ sử dụng những cái loại mà estrogen thảo dược có nguồn gốc xuất xứ từ những nơi mà có uy tín. Chị em phụ nữ chúng ta khi chọn những cái loại thực phẩm mà chứa nhiều cái estrogen thảo dược thì lựa những cái loại thực phẩm như là súp lơ, là những cái loại rau, hạt mè nè, ốc chó, những cái loại có nhiều cái chất béo. Hiện nay hội phụ sản Việt Nam đang quan tâm tới cái tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Do vậy cái chiến dịch mà đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ đã được phát động. Chị em phụ nữ chúng ta khi mà quan tâm tới cái vấn đề nội tiết của mình á, thì có thể lên trang web noitiettonu.vn để chúng ta có thể kiểm tra sức khỏe của mình và từ đó có thể chọn lựa được những cái sản phẩm mà phù hợp với lại cái lứa tuổi của mình. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe phần tư vấn vừa rồi, tin chắc rằng các nhân vật của chúng ta đã biết cách giải quyết như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện chương trình nhé. Nghe chưa? Phụ nữ mà tuổi 50 là bị giảm nội tiết tố, estrogen. Không, mà hôm nay em nghe bác sĩ tư vấn vậy em mới biết ra thêm nhiều cái nha. Em vì dạo gần đây em cũng giống có tình trạng giống chị vậy, chắc nhưng mà em nhẹ hơn á. Vậy hả? Em bắt đầu có triệu chứng mất ngủ nè. Đó, bắt đầu da cũng bắt đầu sạm sạm xuống này nha. Cũng 40 rồi. Nhưng mà tuổi tâm lý em mới có 17 thôi. Còn chị chưa 18 rồi đó em. Nè, hồi nãy chị Duyên Trang nghe là bác sĩ chia sẻ rồi đúng không? Ừ. Là do mình bị thiếu hụt estrogen. Mà bổ sung bằng cách nào? Cách này. Đây, đây là viên uống chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, giúp bổ sung nội tiết tố nữ, làm chậm quá trình mãn kinh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nè, loãng xương và huyết áp, và đã được chứng minh lâm sàng. Đây, em sẽ tặng chị. Cảm ơn nghe. Cái sản phẩm màu tím là dành cho những phụ nữ ngoài 50 giống như chị Phụng vậy đó, có bổ sung vitamin D nè, canxi rất tốt. Mà chị em mình có thể truy cập ứng dụng trong website noitiettonu.vn để mình tự kiểm tra cái sự thiếu hụt nội tiết tố của mình chứ. Chị ơi, chưa hết đâu. Sao? Chị còn phải ăn uống đủ chất nữa, tập thể dục điều độ nữa chị. Đúng rồi. Bây giờ nhờ cảm ơn Lan này, cảm ơn Trang nữa tới thăm chị. Bây giờ chị mới ngộ ra một điều là phụ nữ của tụi mình á phải cần là khỏe bên trong mới ok. Đúng. Lưu ý để tăng cường sức khỏe cho phụ nữ mãn kinh, có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi khoa học để giúp tinh thần được thư thái, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý với đầy đủ nhóm chất, bổ sung nhiều rau củ quả giàu chất xơ và vitamin, tăng cường thực phẩm giàu canxi như sữa không béo, trứng, súp lơ, nấm, phô mai, hải sản, cá, tôm, cua, bổ sung các loại quả, hạt và dầu cá để cung cấp axit béo cho cơ thể, duy trì chế độ tập thể dục thể thao đều đặn 30 phút một ngày để duy trì sự dẻo dai của hệ xương khớp và tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ từ estrogen thảo dược, từ đó làm chậm quá trình mãn kinh an toàn, hiệu quả từ bên trong. Nên chọn viên uống bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng lâm sàng và được hội sản phụ khoa khuyên dùng. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể kết thúc chữa bệnh. Cùng đã ngoài 50 mà sao cô ấy thật tươi trẻ, khỏe mạnh.
và hạnh phúc. Còn mình thì nám sạm bốc hỏa, đau nhức và ngại gần chồng. Đó là bởi cô ấy duy trì được hàm lượng nội tiết tố nữ dồi dào nhờ bổ sung tuổi 50 cộng với tinh chất mầm đậu nành và canxi, giúp tăng cường nội tiết tố nữ, làm đẹp da, giảm khô hạn, bốc hỏa, chống loãng xương. Bảo xuân tuổi 50 cộng cho tuổi 50 tự tin tận hưởng cuộc sống. Bảo xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Bác sĩ Gia đình cũng xin được khép lại và mong rằng chương trình đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề đó là tuổi mãn kinh thì các chị em phụ nữ sẽ gặp phải những hệ lụy ra sao với sức khỏe, tuổi xuân và cả hạnh phúc, để từ đó chúng ta tìm ra được những giải pháp khắc phục kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Giờ mày biết chị Lai không? Biết, biết. Chị tên gì? Trang, Trang. Con gái mày tên gì? Trời ơi, con này mày quên luôn hả? Không, không, không. Lan Anh, Lan Anh. Con nó mà giờ nó phải suy nghĩ trong 3 giây nó mới nhớ tên con. Nó là gì vậy? Lắm rồi, nặng lắm rồi. Con nhỏ này bây giờ nó muốn quên con gái nó luôn rồi. Chị Lan. Đúng. Trời. Đúng, đúng, chính xác. Mày quên bả luôn. Tên Lan hả? Không phải, bả đâu phải tên Lan. Dạ, chị Linh. Trời. Nó bị cái gì vậy? Trí nhớ của nó bị kém quá. Nhiều khi em đang ngồi vậy nè mà em thất thần, em cũng nhớ là em đang nghĩ gì luôn á chị. Giờ phải làm sao chị? Hỏi chuyên gia. Đó.